Hello các bạn, nay mình bắt đầu chính thức chấp nhận và thực hiện cái lời thách của hôm của Huỳnh Phương thách mình đi cắt mí mắt. Cắt mắt ơi. Cắt mắt ra. Rồi. Thách mình đi cắt mắt luôn á. Nhấn có gì đâu, nhấn lên cái này xong rồi. Đến mí, mổ mí, móc mắt thì tùm lum la đó. Hôm nay mình sẽ thực hiện cái điều đó. Giờ mình đang trên đường bên kia chỗ người quen của mình, làm đó là bên One Ruby. Kính xuống chút chạy ăn hộp quá. bấm kính xuống. Đây, đã tới rồi. Đây, anh Ruby cũng là một trong những con mồi của mình. Không biết kỳ này mình có bạo được gì trong đây không? What? Hey, hey, hello em trai. Hello anh. Hôm nay đi đâu đây? Qua đây đây. Hôm nay đi làm đẹp rồi coi... bào được cái gì thì bào. Rồi vậy thôi, gặp lúc mà chủ đi rồi bào gì bào rồi chủ bào cho. Lúc mà ra nghề tới giờ là cũng đi bào lai rai. Ê, hello bà chủ. Rồi, nhìn bà chủ là biết thấy chất rồi đúng không? Là dân chuyên nghiệp. Gì đó. Ừ. Rồi chuẩn bị đồ làm đúng không? Okay. Thì lúc vô đây cảm thấy nó tâm lý nó hơi bị chấn áp. Ở ngoài lúc đi thì cũng sung lắm mà vô đây thì nhìn nó bị teo rồi. Bước chân nó hơi nặng nề. Thấy nó nguy hiểm. Thôi được rồi. Chào các bạn nha. Bye bye. Lát nữa gặp lại. Rồi, bình thường thôi, đâu có gì đâu. Không có gì đâu đâu. Ờ, bình thường thôi nhưng mà chắc cho tôi về nó nội rồi. Ủa anh ấy ra chờ ấy ra chụp
Dạ. Hơi đuối cũng không đến nỗi đau lắm tại vì có thực tê mà. À, giờ mắt nó hơi bắt đầu hơi tăng tăng hết thuốc tê. Ơi, giờ chắc phải dưỡng thương một thời gian, hẹn gặp lại các bạn sau nha. Hey, vậy mà sắp vũ khí đứng cao nhất Sài Gòn.